Xin chào cả nhà, một tuần nữa lại trôi qua và Ngọc Mai rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục laptop của Thế Giới Di Động. Tuần trước thì chúng ta đã cùng trải nghiệm một em laptop Lenovo xài chip Core i3 rẻ nhất trên thị trường hiện nay dành cho các bạn sinh viên và nhân viên văn phòng. Còn tuần này thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một em laptop dành cho các bạn làm đồ họa mỹ thuật rất đáng để mua tầm giá dưới 20 triệu thôi. Và xin giới thiệu đó là em laptop HP DA0036TX xài cấu hình Core i7-8550U và chúng ta hãy cùng xem nó có gì đặc biệt nha. Laptop HP 15DA0036TX i7-8550U có ngoại hình tổng thể nhìn khá gọn gàng. Máy có lớp vỏ bằng nhựa được phủ màu vàng giả kim loại nhìn rất đẹp mắt. Trung tâm nắp lưng là logo HP, được mạ chrome nhìn sáng bóng, tạo điểm nhấn tốt cho thân máy. Nhìn vào cạnh máy thì mình thấy các cổng kết nối được tích hợp rất là đầy đủ. Bên cạnh trái thì mình thấy có jack cắm sạc, kế bên là cổng LAN, HDMI, hai cổng USB 3.1 và cổng tai nghe 3.5. Còn cạnh phải là nơi đặt khe đọc thẻ nhớ SD, cổng USB 2.0 và có luôn ổ đĩa quang. Theo mình thấy thì em laptop này có ổ đĩa quang cho nên là nhìn body của nó sẽ bị dày hơn chút. Nhưng nhờ được thiết kế phần cạnh máy được bo cong nhẹ nên giúp máy nhìn cũng khá mềm mại và không bị thô. Ngoài ra nhờ có ổ đĩa DVD này cũng sẽ rất tiện dụng để chúng ta cài các phần mềm đồ họa hoặc phần mềm học tập từ các đĩa DVD. Giờ thì Ngọc Mai sẽ mở nắp máy lên xem bên trong này có gì nha. Bên trong này Mai thấy HP phủ hoàn toàn màu đen, dưới chiếu nghỉ là màu đen phai xước, còn trên viền màn hình thì đen nhám, nhìn khá độc đáo và đẹp mắt. Còn về phần bàn phím thì Ngọc Mai thấy HP đã trang bị một bàn phím full size với bàn phím số rời nằm ở bên đây. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn hay nhập số liệu hay các bạn làm thiết kế dùng nhiều đến bàn phím số vì thao tác trên này rất nhanh và dễ dàng. Còn phím bấm thì mình thấy nó hơi nhỏ, tuy nhiên nó được bố trí khoảng cách hợp lý nên khi soạn thảo văn bản cũng rất nhanh. Nhưng mà điều là mình thích nhất đó chính là hành trình phím khá là sâu và nó rất là nảy. Khi mình nhấn thử thì nảy lên rất nhanh, tạo cảm giác gõ phím rất là thích. Ở phần touchpad thì Ngọc Mai thấy HP giữ lại mẫu touchpad giống như các mẫu touchpad cổ điển, và với phần bàn rê ở bên trên và hai phím bấm chuột trái phải được tách rời. Với phần bàn rê như thế này thì có lẽ nó sẽ không được đẹp bằng bàn rê phẳng, nhưng mà với hai phím bấm rời thì sẽ giúp cho thao tác bấm chuột rất chính xác. Phần bàn rê thì rê khá mượt, cảm biến rất nhạy, đáp ứng các thao tác rất nhanh. Giờ thì sẽ đến phần cấu hình. Còn laptop HP 15DA0036TX mà chúng ta đang trải nghiệm này là phiên bản Core i7 và được trang bị cấu hình khá mạnh trong tầm giá. Máy được tích hợp chip CPU Core i7 thế hệ 8-8550U, 4GB, đây là RAM DDR4 và có hai khe RAM cho phép nâng cấp tối đa lên 16GB. Đặc biệt là máy có card đồ họa rời NVIDIA GeForce MX130 2GB, vì vậy có thể xử lý đồ họa và các tác vụ nặng được mượt mà hơn. Chiếc laptop này có ổ cứng HDD 1T giúp lưu trữ dữ liệu thoải mái. Hơi tiếc một chút là em laptop này không có sẵn ổ cứng SSD cho nên là tốc độ truy xuất dữ liệu sẽ bị hạn chế. Thế nhưng mà các bạn yên tâm là trong em laptop này có sẵn khe cắm SSD M.2 SATA 3 cho nên là có thể cắm SSD vào để nâng cao tốc độ và hiệu năng cho máy. Và với cấu hình như thế này thì những ứng dụng văn phòng như là soạn thảo văn bản, phần mềm kế toán, Excel hay là lướt web xem YouTube vân vân thì nó chạy rất là nhẹ nhàng. Điều mà mình kỳ vọng ở chiếc máy này đó là với chip Core i7 thế hệ 8 mới nhất hiện nay cộng với đó là card màn hình rời 2GB thì khả năng xử lý đồ họa của nó sẽ như thế nào. Giờ thì mình sẽ thử test với Photoshop nhé. Mình đang thực hiện chỉnh sửa một mẫu thiết kế trên Photoshop thì thấy máy chạy rất mượt mà, các thao tác chỉnh sửa thực hiện nhanh chóng và đáp ứng chính xác. Photoshop hay là các phần mềm thiết kế chỉnh sửa hình ảnh thì phải nói là con laptop này đáp ứng rất là tốt. Nhưng mà giờ thì mình sẽ thử sang một phần mềm dựng phim xem nó có gánh nổi không nha. Phần mềm dựng phim mình chạy thử hôm nay là Premiere. Khi thử các thao tác cắt ghép các suột video thì thấy máy vẫn đáp ứng tốt, tuy nhiên render thì chạy hơi chậm tí. Theo mình nghĩ nguyên nhân khiến em laptop này dựng phim hơi chậm một tí đó là vì nó không có ổ cứng SSD nên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. Vì vậy, để có thể tăng tốc độ cũng như là hiệu năng của máy thì Ngọc Mai khuyên các anh em khi mà chúng ta mua em laptop này rồi thì bỏ thêm ít tiền gắn thêm SSD và nếu được thì tăng luôn RAM lên 8GB thì con máy này sẽ chạy cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nói chung là với những phần mềm thiết kế đồ họa như là Photoshop, AI hay là dựng phim bằng Premiere thì em laptop này đáp ứng khá là tốt. Tuy nhiên là về game thì sao nhỉ? Không biết là liệu em laptop này chơi được những game nào? Khi chơi thử Liên Minh thì với cấu hình trung bình thì chơi vẫn khá ổn định. FPS dao động ở mức khá cao,
Khi vào combat thì đánh vẫn mượt, FPS không giảm nhiều. Thật sự thì với cấu hình như thế này thì các bạn có thể chơi được những game với đồ họa tầm trung như là Liên Minh Huyền Thoại. Và sẽ có một số bạn mê game bắn súng hỏi Ngọc Mai là có chơi được PUBG hay không. Thì Ngọc Mai đã test thử và phải nói là em laptop này gánh không nổi PUBG. Thì cũng dễ hiểu thôi, do PUBG là game có đồ họa rất là nặng, cho nên là phải có những con laptop gaming chuyên dụng mới có thể chơi nổi nó. À nhưng mà khi mà chơi game và làm đồ họa ở trên con laptop này thì Ngọc Mai có một điều rất là hài lòng, đó chính là hình ảnh hiển thị ở trên màn hình này rất là đẹp. Có được vậy là nhờ HP đã trang bị một màn hình có kích thước lớn lên đến 15.6 inch, cùng với đó là độ phân giải chuẩn Full HD rất sắc nét. Đồng thời hãng còn tích hợp công nghệ màn hình HD Bright View LED Backlit nên đã cho ra những hình ảnh rất chân thực, độ sáng cao, màu sắc sống động và vô cùng đẹp mắt. Màn hình của con laptop này phải nói là rất đẹp và đáng tiền. Và không chỉ có hình ảnh đẹp, khi trải nghiệm em laptop này, Ngọc Mai còn thích thú ở một yếu tố, đó chính là loa ngoài của chiếc laptop này rất là hay. Giờ thì Ngọc Mai sẽ thử mở một bài nhạc nghe bằng loa ngoài nha. Và như các bạn thấy thì âm thanh phát ra rất là to rõ, âm bass, ấm, treble và mid đều rất rõ ràng và giai điệu âm nhạc thì vô cùng sống động. Có được vậy là nhờ HP trang bị hệ thống loa kép được đặt ngay ở trên gần bàn phím này. Nhờ vậy có thể mang lại nguồn âm thanh đa chiều, to rõ và chân thực hơn rất nhiều. Khi nhìn vào con máy này, nếu như mà chúng ta không để ý thì sẽ rất khó để tìm thấy khe tản nhiệt của nó. Vì khe tản nhiệt được HP đặt nằm ở cạnh sau, nằm giữa màn hình và thân máy, rất khó để nhìn thấy. Tản nhiệt nằm ở vị trí này thì lúc đầu Ngọc Mai có lo ngại là nó sẽ tản nhiệt không được tốt. Nhưng khi dùng máy để lướt web hay thiết kế đồ họa thì thấy máy không bị nóng nhiều. Trên phần mềm Spacey, báo nhiệt độ vẫn ở mức thấp và an toàn. Nhưng khi chơi game lâu thì sờ vào phần chiếu nghỉ và phần đáy sẽ thấy máy nóng lên. Vì vậy Ngọc Mai khuyên các bạn nếu mà chúng ta dùng để chơi game thì hãy mua thêm đế tản nhiệt để hỗ trợ tản nhiệt được tốt hơn nha. Còn về thời lượng pin thì Ngọc Mai đã đo thực tế khi mà xem YouTube, lướt web, mở màn hình 100% và kết nối wifi trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì lượng pin tụt tầm 22%. Tính ra nếu pin đầy thì máy có thể dùng được gần 5 tiếng. Còn nếu dùng để thiết kế đồ họa hay chơi game thì sẽ còn tầm gần 2 tiếng thôi. Tất nhiên rồi, bất kỳ con laptop nào dù xịn đến đâu thì khi dùng để chơi game thì pin sẽ tụt rất nhanh. Vì vậy Ngọc Mai khuyên là nếu như các bạn dùng laptop để làm đồ họa hay là chơi game thì hãy nên cắm sạc vào nhé. Như vậy sẽ giúp khai thác được tối đa hiệu năng tốt nhất của máy. Còn nếu mà rút sạc thì card màn hình sẽ không hoạt động và như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng cũng như là tốc độ làm việc. Và như vậy thì chúng ta đã vừa trải nghiệm xong em laptop HP15DA0036TX với cấu hình Core i7-8550U. Dù nó có thiết kế nhìn khá mềm mại và hiền, nhưng thực tế cho thấy là nó vẫn có thể đáp ứng tốt các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa và thậm chí có thể được dùng để chơi game giải trí rất là ổn. Và theo như Ngọc Mai nghĩ là với mức giá 17.490.000 đồng thì đây là em laptop được dùng để thiết kế đồ họa rất đáng để mua trong tầm giá 15-20 triệu. Ngoài ra anh em nào mua hàng tại Thế Giới Di Động còn được áp dụng chính sách trả góp ưu đãi hoặc bộ quà tặng rất hấp dẫn, bao gồm ba lô laptop, chuột không dây, loa vi tính, vân vân. Còn bạn thì sao? Bạn có cảm nhận gì về em laptop này? Hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nha. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.